Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Vinh Thịnh nha. Nay trước mặt anh em là một cái máy ép chậm cực kỳ xịn luôn. Nói chung là kể từ lúc mình làm cái mảng sửa chữa máy ép chậm này, nó thật với anh em là cũng mở mang tầm mắt nhiều lắm. Cũng không biết là trên thị trường nó có những cái máy ép nó xịn như vậy hoặc là cái kiểu dáng nó như vậy ha. Còn những cái thương hiệu này, đúng là những cái chị em gia đình có điều kiện là họ sử dụng những cái đồ rất là chất. Đó, rồi bây giờ ở đây trước mặt anh em đây là cái máy ép chậm hiệu Tribet. Đó, chúng ta cùng tìm hiểu đi. Hôm nay mình cuối ngày rồi, thời gian cũng còn nhiều, chúng ta cùng tìm hiểu một xíu. Thì mình có tìm hiểu cái Tribet này là cái thương hiệu đến từ Mỹ nè, trụ sở công ty ở Mỹ nè. Đó, sản xuất những chủng loại máy ép. Cái model của cái dòng máy này là GSE 5000. Đó, thì theo như hình tìm hiểu thì cái máy này mà về tới thị trường Việt Nam dưới dạng hàng sách tay á thì giá nó tầm khoảng 20 triệu đó, dành cho chiếc máy ép chậm này. Và chị khách này mang đến cho Thịnh trong tình trạng là máy không chạy được nữa, thì chị đã xài một thời gian khá lâu rồi. Nó mở ra bên trong, khi mà Thịnh nhận là hình kiểm tra, mở ra bên trong thì máy bị vô nước rất nhiều đó, và nó hư hỏng nhiều lắm. Cái này là phải nói là máy này cày rất lâu rồi và rất nặng rồi nó mới đến cái mức độ như vậy, coi như là bạc đạn, motor, nhông, phốt gì là bể tung hết luôn đó. Đối với cái máy này Thịnh làm phải nói dùng cái từ là đại tu. Nó làm lại motor, thay bạc, thay nhông, phốt, rồi làm trọn gói hết. Và để cho sau khi chạy nó hoàn hảo như cái máy zin lúc đầu, nó phục hồi về cái đẳng cấp của một cái máy 20 triệu. Đó, bây giờ Thịnh sẽ bật cho anh em nghe thử cái tiếng máy nha. Đây anh em xem, đây là cái hệ thống công tắc của nó. Coi như là nó bằng cái những cái núm gạt này thôi, gạt qua đây là on. Đó. Đó, máy nó chạy rất mạnh. Cái tiếng kêu này là do chưa có trái cây. Đó, chưa có trái cây vào. Do máy này là motor lớn, khi mà có trái cây vào, máy này nó nghiền cực kỳ mạnh luôn. Đó, giờ ở đây không có trái cây gì để ép test cho anh em coi thử, thì anh em cứ hình dung như vậy. Đó, và cái này gạt qua đây, đó là ngưng. Đó, gạt qua đây, đó là quay ngược. Đó, khi mà quay ngược là nó sáng cái đèn lên nè, em thấy không? Đó, on lên đây nó cũng sáng đèn, quay ngược nó cũng sáng đèn, nhưng mà đèn này là đèn nhấp nhẹ. Đó, nước nó sẽ ra ở đây. À, những cái loại máy này á, để mà xử lý được đại tu theo hướng như vậy á, cần cái kinh nghiệm rất là nhiều. Bởi vì máy ép chậm á, nó dễ gây ra cho chúng ta cái tình trạng là hiểu sai lỗi lắm. Đó, giống như nhiều anh em thấy gặp cái tình trạng mà máy không chạy, cứ nghĩ là bị motor, thành ra không phải motor là bị bo nguồn. Đó, rồi nhiều anh em lại thấy motor vẫn chạy nhưng mà ép không được hoặc là ép yếu, thì lại suy nghĩ là bị những vấn đề khác, mà đôi khi thì nó lại là bị motor đó, hoặc là nó bị nhông, nó bị phốt, bạc đạn gì đó. Đó, nói chung rất nhiều trường hợp đó. Nhưng mà những cái dòng máy mà xách tay như thế này nha, thì nó lại càng khó khăn, bởi vì cái linh kiện nó kết cấu khác những cái máy ở Việt Nam rất là nhiều. Ở Việt Nam mình đa phần máy ép chậm bây giờ là đều từ Trung Quốc sản xuất, và có những cái form dán sẵn. Những cái máy nó có thể khác cái thương hiệu thôi, nhưng mà còn lại nó giống y chang nhau, anh em đã gặp chưa? Đó, nhất là những cái mang cái tính chất nói là hàng xách tay từ Đức, từ châu Âu rồi này kia mà tràn bờ đê về Việt Nam rất là nhiều, toàn là gia công tại Trung Quốc hết. Đó, nó có những cái mẫu kiểu dáng và kết cấu nó giống nhau rất nhiều, nên đôi khi linh kiện nó có thể dùng qua lại cho nhau. Còn những cái máy mà đặc thù như thế này, máy Mỹ, và chúng ta xem cái thông số nè, Made in Korea nè, sản xuất tại Hàn Quốc, linh kiện nó rất khác biệt. À, nếu chúng ta không có đủ kinh nghiệm và cái sự tích lũy linh kiện trong thời gian dài suốt rất nhiều năm á, thì đôi khi chúng ta không xử lý được những cái máy này, bởi vì chúng ta kiếm không đủ được đồ thay. À, bên Thịnh đã làm về cái lĩnh vực sửa chữa đồ gia dụng này tính đến nay là rất là lâu rồi, tính bằng chục năm rồi, nên là linh kiện tích lũy rất nhiều. À, và chúng ta mới đủ kinh nghiệm và đủ cái năng lực để mà đảm nhiệm những cái máy độc lạ như thế này. Giờ Thịnh muốn nói với anh em một cái chi tiết rất là quan trọng. Trong những cái video clip Thịnh nói về vấn đề mà sửa máy ép chậm á, Thịnh thường khuyên anh em đừng cho máy nó chạy quá lâu. Đó. Có một số anh em có một số cái kỷ niệm không được vui lắm, đó là một số anh em không tin vào điều đó. Đó, sau khi mình nói anh em là đừng cho máy nó chạy quá lâu. Đó, cho chạy một xíu cho nó nghỉ. Đó, khoảng 20-30 phút gì đó cho nó nghỉ xíu rồi hãy bật tiếp. Đối với máy ép chậm, còn máy xay sinh tố và máy ép ly tâm bình thường thì cái thời gian lại càng ngắn hơn, chỉ tầm khoảng 10 phút thôi.
10-15 phút thôi là tối đa, phải ngắt máy ngừng xíu cho nó nghỉ xíu. Nó nghỉ vài phút thôi rồi mới chạy tiếp. Thì một số anh em không tin, một số anh em hình còn nhớ một cái kỷ niệm là anh em đó nói là này nè, không thể nào có cái chuyện đó, máy ép chậm là vòng tua nó chậm lắm, là không bao giờ có cái chuyện là phải nghỉ như vậy, mới 20-30 phút mà phải nghỉ như vậy, không có chuyện đó. Thì giờ anh em xem đây luôn đi, đây ha, rất hiếm khi có một cái máy nào nó ghi kỹ như cái máy này nè, anh em coi nè, caution nè, lưu ý nè, dòng thứ nhất nè, đó in plus nè, đó rút dây điện ra này kia ha, trước khi tháo máy, trước khi làm vệ sinh các bộ phận rồi nọ. Dòng thứ hai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, quá là rõ ràng. Dòng thứ ba nè, cái con dao gì đó đó dùng để mà đẩy cái thực phẩm ra thôi. Dòng thứ ba này không cho qua. Dòng thứ tư nè, nghỉ máy 10 phút sau mỗi lần chạy máy 30 phút đó, anh em thấy không đó, để anh em nói là không bao giờ có cái chuyện đó. Đây chính xác là cái dòng mà Thịnh hay khuyên anh em luôn đó, và nó được dán trên tờ tem của một cái máy sản xuất tại Mỹ ha. Đó, về chất lượng là khỏi phải bàn, mà người ta vẫn ghi như vậy. Đó là anh em hiểu cái bản chất của cái vấn đề mà mình hay nói như thế nào. Bởi vì khi mà máy nó chạy liên tục như vậy á, nhiều anh em ở nhà mình là cơ sở kinh doanh đồ uống, mình ép liên tục đó, mình ép liên tục thì cái nhiệt năng nó tỏa ra từ motor nó rất là cao đó, nó liên tục nó chạm tới cái ngưỡng mà ngưỡng cuối của cái motor, thì đến một lúc nào đó nó sẽ cháy motor, nó sẽ mất nguồn, nó không hoạt động được nữa liền. Đó, còn ví dụ như chúng ta đi, chúng ta cho máy nó vận hành đến 20-30 phút, nó đang nhiệt độ đang tăng 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 lên, thì chúng ta ngưng thì nó sẽ hạ xuống hạ xuống hạ xuống, rồi nếu mà chúng ta cần cần tiếp thì chúng ta lại bật lên thì nó lại lên tiếp, nó như một cái biểu đồ vậy đó. Đó thì nó sẽ hạn chế cái vấn đề hư hỏng rất là nhiều đó, anh em lưu ý cái vấn đề này. Và thứ hai đó là công tác vệ sinh, vệ sinh máy chúng ta phải tránh làm văng nước vào cái thân máy, chúng ta vệ sinh những cái bộ phận rời ở bên ngoài, chúng ta tháo ra và rửa dao rửa cối gì đó, nhưng tránh làm văng nước vào cái thân máy này đó, để nó rời ra chỉ lau bằng khăn ẩm thôi bên ngoài thôi, không làm văng nước vào bên trong đây, nơi chứa những cái motor, những cái bo mạch đó. Và thứ ba đó là chúng ta phải cắt nhỏ ra để hỗ trợ cho máy đó. Có những cái máy bây giờ nó quảng bá ép được nguyên trái cái họng nó bự như vậy, chứ nó không phải nhỏ nhỏ như thế này đó, mà anh em quăng vô nguyên trái, anh em ép một thời gian ngắn thôi nó hư liền đó. Là khi đó cái máy nó phải hoạt động, nó ghi nó hoạt động với năng suất rất là cao đó, cái nào mà hoạt động quá sức là đều là sớm hư, sớm sớm ngụm hết đó. Nên là chúng ta phải lưu ý thêm cái chi tiết đó nữa, hỗ trợ cho cái máy anh em muốn xài bền ít phải sửa chữa thì phải nhớ cái điều này đó. Rồi chung quy lại xung quanh cái máy này, hình nói về cái công tác đó là cái dòng TriBet này, nếu mà anh em nào có đang sử dụng cái dòng máy này thì xác định đây là dòng máy cao cấp đó, và bên Thịnh đã được dịp sửa chữa qua cái máy này rồi, thì Thịnh đã biết cái nguyên lý của nó, cái kết cấu, cái cấu tạo của nó, và mình tự tin cung cấp cho anh em cái dịch vụ sửa chữa đối với dòng thiết bị này rồi. Ok, nếu anh em có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp xung quanh công tác sửa máy ép chậm nói chung và cái dòng TriBet này nói riêng, cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh ha. Rồi Thịnh sẽ cố gắng đưa ra cho anh em cái giải pháp nào hữu hiệu nhất mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ nha.